mà là hai vây xinh xinh. Cá vàng bơi trong bể ngói lên lặn xuồng, cá vàng chẹt nhăn răng. Ê, bao nhiêu công anh nuôi lớn rồi, bây giờ bỏ anh đi à cá vàng ơi. Là cá ơi, cá ơi. Kìa cháu. Bác Tèo à. Hàng xóm mà nghe cháu khóc sốt hết cả ruột. Đây có chuyện gì thế? Bác ơi, con cá vàng cháu nuôi nó chết rồi. Hả? Chết rồi. Nó chết rồi à? À vâng. Cháu nuôi nó từ hồi nó bé xíu, đến lúc nó to đùng nó lại bỏ cháu đi. Bác ơi cháu kể buồn. Kể buồn thật. Vật mà mình yêu quý nhất mà bây giờ ra đi thì kể cũng rất buồn. Vâng. Nhưng mà thôi, đàn ông đàn an ai để khóc giống lên như thế. Bác có bị mất như cháu đâu mà bác biết cái cảm giác của cháu bây giờ. Tại sao cháu lại nói như thế? Bác đây này. Sao ạ? Vừa rồi bác cũng mua một con mèo tí thì thật chợ huyện ấy. Nó chỉ bằng cái con chuột ấy. Thế mà bác nuôi lớn bây giờ nó to như con chó. Vậy mà chả hiểu thế nào nó cũng bỏ bác nó ra đi. Thôi bác ơi, bác đừng buồn nữa. Bác đừng khóc nữa. Bác mà khóc như thế cháu lại càng buồn hơn. Bác có khóc đâu. Thế này bác chỉ là buồn thôi. Nhưng mà cái nỗi buồn rồi nó cũng sẽ qua đi. Bởi vì bất cứ con nào thì mà nó ở với mình rồi trước sau nó cũng phải bỏ mình nó ra đi mà. Thật không hả bác? Chính vì thế cho nên bác nghĩ kỹ rồi, không việc gì phải khóc. Mình vẫn có thể mua một cái con khác, một cái niềm vui khác sẽ đến với mình. Thật không hả bác? Thật con gì? Ui, thế thì cháu thấy vui hơn rồi. Nhưng bác phải hứa với cháu là bác không buồn nhá. Không, bây giờ bác thanh thản rồi. Cháu yên tâm rồi. Nhưng mà này. Dạ. Mà thế cái con cá vàng này, nó bé một tí mà tại sao cháu phải chôn cho nó một cả một cái hố to như này? Dạ, cháu đào cái hố nó to như thế này ấy, là không chỉ chôn riêng con cá vàng đâu, mà cháu còn chôn cả cái ngôi nhà của nó. Vâng. Cháu hiểu con cá vàng đến mức độ mà cháu còn làm cả nhà cho nó cơ. Không phải là cháu xây nhà cho nó, mà là con cá vàng của cháu đang nằm trong ngôi nhà đấy, mà cháu không có cách nào lấy con cá vàng ra để chôn chỗ khác được. Cháu nói mãi từ nãy bác không hiểu gì à? Có nghĩa là con cá vàng nhà cháu nó đang nằm ở trong bụng con mèo nhà bác ấy. Con thưa hóa ra cái ngôi nhà cháu nói đấy là con mèo nhà bác à? Gió to thế nhỉ? Ủa? Này. Hả? Làm cái trò gì? Hả? Làm cái trò gì? Có nhìn thấy cái gì đâu? Tương gạch. Tôi đặt sẵn ở đây nhá. Chỗ này chỗ của tôi nhá. Khổ quá. Tôi là tôi lo cho ông nên tôi mới ngồi lên đằng trước đây. Lo gì? Ông không thấy à? Gió to thế này mà người ông thì mảnh kha mảnh khảnh, tôi sợ ông bay. Tôi đứng đây tôi che cho ông ấy mà. Này, ông đừng có nói cái giọng đấy nhá. Giọng gì? Ông đừng có chê tôi mỏng manh nhá. Thế chả mỏng manh. Này, còn hơn ông nhá. Xin lỗi ông chỉ được cái mã bên ngoài thôi. Mà thường là được cái mã bên ngoài ấy, là thiếu về bên trong nhá. Thiếu về đây này. Cái gì? Hả? IQ. Ông nói thế có nghĩa là ông bảo tôi ngu cái gì? Này, thế là ông khôn đấy. Ông vừa bảo tôi ngu xong. Ông nhận ra là ông ngu là ông khôn hơn rồi. Được rồi. Quân tử là động khẩu chứ không động tay chân nhá. Ông bảo tôi ngu đúng không? Chuẩn luôn. Bây giờ tôi sẽ ra một câu đố. Ông ra đi. Nếu như ông trả lời được thì chứng tỏ là hai anh em mình cùng khôn. Còn nếu mà ông không trả lời được thì chứng tỏ là tôi khôn ông ngu. Được, chơi đi. Dám chơi không? Chơi. Cứng nhỉ. Ông đố đi. Tất cả những câu đố tôi đều giải được hết. Nghe cho kỹ đây này. Nghe đây. Cái gì nhìn thấy, dẫm lên được, mà lại không rút ra được. Lại không rút ra được. À gì? Cái thằng này ngu mà đấu câu khó thế nhỉ? Trời, thế mà bảo IQ cao, nghĩ mãi không ra. Là cái gì? Hả? Ông nói đấy. Tôi nói ông nghe nhá. Mình ấy là mình phải vận dụng cái bán cầu não trái. Ông hiểu không? Cái nơi mà nó sản sinh ra một cái chất mà màu
màu ghi ghi xám xám, ông hiểu không? À, cái đấy tên khoa học nó là cholesterol. Ui trời ơi, tôi biết thừa. Nghe là đã thấy thông minh rồi. Cái đấy chính là là gì? Là cái gì nhỉ? Là gì? Đúng, tôi đang hỏi tôi. À, tôi đùa ông cho vui thôi. Đáp án đi. Cái đấy nó chính là cái gai ấy. Cũng giống như là ông ấy, ông như cái gai trong mắt tôi mà tôi muốn rút ra mà không rút được ấy. Câu đấy tôi biết đáp án rồi, nhưng chẳng qua là tôi cố tình giả vờ không biết để cho ông trả lời có đúng hay không thôi. Ui chứ còn giời, tôi vận dụng cholesterol ấy, tôi trả lời phát đúng ấy. Ui giời, sao ông trả lời ngay đi. Tóm lại là ông ngu. Ông ngu? Này ông ngu. Ông ngủ ấy. Cái gì? À, ông thích làm sao? Ông làm sao? Ông làm sao? Này ông giỏi, ông đánh đi. Ông đánh tôi trước đi này. Ông đánh trước á. Đầu tôi nhiều máu này, đánh đi. Đầu nhiều máu. Làm đánh ông này, đông vào cái đầu tôi đi. Ông này. Con nào làm đấy? Hai anh làm gì ở đây đấy? Hả? Châu đấy à? Châu đi đâu mà để bọn anh chờ lâu thế? Ừ, anh chờ 2 tiếng rồi, anh chờ trước thế này luôn. À, anh chờ 2 tiếng rưỡi rồi, anh chờ trước có nửa tiếng đấy. Này, tôi chờ trước ông ấy nhá. Này, tôi làm sao hả? À. Tôi không làm sao. Đây, Châu ơi, anh có một món quà. Đây chính là một gói mì sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ mà anh mua ở tận trên Việt Trì đấy. Anh tặng cho Châu, Châu ăn cho béo. Ui giời ơi, biết ngay mà. Anh biết ngay là kiểu gì ông này cũng tặng em cái hộp mì hoặc là cái đồ ăn gì đó mà không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nghĩ gì mà ông lại mua từ mì Thổ Nhĩ Kỳ mà lại mua ở trên Việt Trì. À, ăn vào đảm bảo 100% đau bụng. Thế nên là anh đã chuẩn bị rồi. Thuốc đau bụng. Nếu em ăn vào mà đau bụng thì uống ngay. Nhà ông lại đi tặng thuốc đau bụng cho người ta. Thuốc đau bụng làm sao còn hơn là ông tặng hộp mì. Mì Thổ Nhĩ Kỳ trên Việt Trì. Đâu Thổ Nhĩ Kỳ đâu, làm gì có chứ. Anh bị điên à? Đuổi 3 lần rồi vẫn không chịu đi. Hả? Sao mặt canh dày thế? Hả? Biến. Biến. Nó bảo mình biến là nó biến trước này. Mà vừa rồi em mới bảo là ai mặt dày ấy nhỉ? Bảo tôi với ông cha nữa. À. Thế thì... Nhưng... Anh về. À mà không được. Làm sao? Ông nhục thì được, chứ tôi thì không nhục được. Này nhá, nhà tôi có cái gen nhục ấy nhá. Tôi cũng nhục chứ. Không thể nào mà để như thế được. Không gì thế thì làm sao? Nhất định phải làm cho nhà anh mình sáng mắt ra. À, đúng rồi, phải làm cho nhà nó sáng mắt ra. Đúng. Ông chờ đấy, tôi đi mua xăng. Đấy. À, mua xăng làm gì? Đốt nhà cho nó sáng. Tôi đã bảo ông rồi, ông phải sử dụng cái IQ của ông phải sử dụng cái cholesterol. Bán cầu. Đúng rồi. Bây giờ à... Làm sao? Tôi diễn mặt nghĩ thôi chứ tôi chưa nghĩ ra được cái gì đâu. Vẫn dùng cái cholesterol đây này. Vẫn dùng được à? Đúng rồi. Ông có để ý không? Để ý gì? Nhà em ý rất là giàu. Đúng rồi. Mà hai anh em mình cũng đã có dịp vào đấy một vài lần rồi. Tôi vào chút. Đường đi lối lại là nắm trong lòng bàn tay rồi. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ dình lúc nào nhà em mình không có ai. Đúng rồi. Mình vào mình khoáng. Khoáng cái gì? Khoáng cháo à? Khoáng cháo rồi, đã bảo rồi, sử dụng cái não trái đi. À, cholesterol. Mình vào mình xem có cái gì quý giá mình khoáng. Khoáng. Khoáng là ăn cắp đây. Ăn trộm. Đúng rồi. Để làm gì? Để bù lại cái số tiền quà cáp mà anh em đã mua tặng em ý. Đúng rồi, chính xác. Đúng không? Ý kiến của ông rất hay. Ờ. Cholesterol rất nhiều. Anh em mình. Chết. Thái ơi. Thái. Làm trò gì thế à? Tôi cho tí nhạc vào cho nó hồi hộp. Còn lại bố, mình đi ăn cướp, bật nhạc mồm làm cái gì hả? Ăn trộm chứ. Ăn trộm ăn cướp như nhau cả, đưa tôi xem nào. Anh mà ông to, ông vạ, bắt tôi vạ. Để đây tôi xem nào, ông lấy được những cái gì rồi. Đây, tôi lấy những thứ, toàn thứ thứ hai thôi. Được không? Gì đấy? Bà nội tôi chưa có bộ này, tôi lấy về cho bà nội. Úi giời, đàn ông ấy. Đây, lấy cho bà ngoan. Thôi. Ông lấy cả cái thùng rác làm gì? Thì nhà tôi chưa có thùng rác mới như này, món đẹp. Thơm, ngửi một thùng rác này thơm thật. Thế mà bảo ai cũng cao à? Tôi bảo ông rồi, sử dụng bán câu não trái đi. Biết rồi, cholesterol biết rồi.
đi vào trong kia tìm xem có cái món gì nó quý giá hơn không. À. Rồi cất vào đây. À. Tôi ra ngoài trước. Do thám tình hình. À. Nếu mà không có ai ấy, à, thì tôi alo một cái là ông vác đồ chạy ra. À. Chim trẻ gọi đại bàng nhá. Chim trẻ gọi đại bàng luôn. Chim trẻ gọi đại bàng nhá. Tìm tiếp đi. Ừ, đại bàng đi đi. Em vào đây, em vào đây. Mọi người vào đây. Bắt tận tay nhá, dây tận trán luôn nhá. Ba mặt một lời. Bây giờ ông còn gì để cãi nữa không? Ông nhá. Em thấy không? Em thấy không? Không, không, không. May nhá là anh đứng chờ em ở ngoài kia. Anh định tặng quà cho em nên anh mới phát hiện ra. Bây giờ cháy nhà mới ra là chuột nhá. Anh em, Tấn. Em chết anh ơi. Em chết ngay. Em chết ngay. Anh ơi, em chết ngay. Dừng lại. Lại. Không đuổi. Sao lại không đuổi theo? Nó chạy mất rồi. Tội của anh ý chỉ là tội ăn cắp vặt thôi. Còn tội của anh ý là vừa ăn cắp vừa la làng đấy. Châu ơi, anh bảo Châu này, anh là người tốt. Anh biết nó ăn cắp nhà em nên anh mới gọi em về. Thế tại sao Châu lại nói anh như thế? Châu vẫn chưa sáng mắt ra à? Tôi sáng rồi, nhưng mà vẫn còn một thứ làm tôi sáng mắt hơn nữa cơ. Cái gì? Nhìn cái gì kìa không? Camera đấy. Bây giờ ấy thì tôi sẽ cho anh tối mắt. Đấy. Anh cho em xin một giây thôi. Đúng là vậy ông đập đường ông. Em ơi, em ơi, mua hoa quả ở chị đi em. Đào ngon giòn ngọt mặn cơm cũng ngọt lắm. Ngon lắm à? Ừ. Này, thế đào bao tiền cân? Sáng nay chị bán 60, bây giờ chị để lại cho em 50 nhá. Ủa, thế à? Thế chỗ này bao cân chị? Chỗ này là 2 cân. Thế em lấy 120 chị bán cho em nhá. Em đừng mặc cả, trông em cao to đẹp trai có tiền như này em mặc cả đấy chị không bán được. Ui, thôi được rồi. Nói ra đấy còn không bán, lấy em 2 cân. Lấy cả nhá. Vâng. Chị cân cho em đi nhá. Đi đây 2 cân chị cân sẵn chú rồi gì. Này. Hả? Thì không chờ lấy trả tiền chị à? Tiền đó, tiền đây này. Đưa đây này. Chị ra đây mà lấy. Đã ế rồi còn phải gặp thằng ăn cắp. Thằng mất. Ngày gọi tia nắng lung linh qua hàng cây, nụ cười của em xinh tươi đi trên phố. Ôi trời ơi, anh ơi, anh có làm sao không anh ơi? Anh ơi, đau. Anh có làm sao không ạ? Ôi đau quá. Này, cả cái đường to như thế kia, tôi bé như thế này mà anh còn đâm được của tôi hả? Thế cả cái đường to như thế anh không đi, sao anh lại lao vào xe của em? Tôi không làm sao, chưa làm sao. Thế cái xe của em cũng không làm sao, may quá nhá. Thế thôi, chào anh nhá. Đứng lại, này, anh nhá. Vật chất của cải hơn hay là con người hơn hả? Dạ, xe của em không sao là em vui rồi. Này, ai bảo tôi không sao? Đấy, anh có... Tôi đau rồi này. Này, này, anh một vừa hai phải đấy nhá. Đây. Anh vừa bảo đau cái là chân tay của anh là làm khỏng luôn. Thế là sao? Bây giờ tôi bị ngấm. Bây giờ anh có định đền cho tôi không? Đền á? Anh ơi, em sinh viên làm gì có tiền nhỉ? Có tiền á? Dạ, em không có tiền nữa. Mày có tiền không? Em có tiền. Anh ơi, anh đánh em thì được, anh đừng đá chân vào xe của em. Đứng lại. Mày trốn nào. Mày đâu? Anh ơi, em xin anh để em đền cho anh đừng đánh em nữa. Anh ơi, đau. Tiền đâu? Để đây em gửi anh ạ. Cái gì đấy? Đền ạ. Sao lại có mỗi 2 lít à? Tay tao đau như thế này mà đền mỗi 2 lít à? Hả? Thế thôi anh cầm thêm 1.000 nữa. Em hết tiền mày, rồi. Mày, tay tao đang đau nhá. Mày có đền không? Dạ em làm gì có tiền anh ơi. Anh ơi. Hay anh có chuyện gì cứ bình tĩnh từ từ giải quyết. Anh cứ bỏ tay ra từ từ giải quyết. Anh bị anh này đâm xe vào đúng không ạ? Dạ vâng anh. Ui đau quá, đâm liệt cả tay em. Đau lắm à? Dạ. Thế có dơ lên được như thế này không? Đau anh. Đau à? Vâng. Ủa thế chết, dơ tay lên như thế này mà đau ấy là dễ bị bệnh đau mắt đỏ đấy. Sao lại đau mắt đỏ anh? Thế trước khi anh bị đâm ấy
thì tay anh có bình thường không? Trước khi bị đâm ấy thì tay em hoạt động bình thường, em giơ thế này này. Em còn tập thể dục hít thở cơ mà. Thế à? Giơ tay bình thường, hít thở bình thường à? Thế bình thường là anh giơ tay anh tập thể dục được ạ? Mày đùa không à? Mày! Thôi thôi thôi, ăn bạ à? Lúc sáng mày ăn cắp hoa quả của bà. Vừa ăn cắp là còn vừa la làng à? Thôi mọi người cứ bình tĩnh. Còn bây giờ ấy, anh theo tôi lên phường giải quyết. Lên phường. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.